cố lên nào. Ok thì mình cái kia mình đang tôi đang ấy dở thì tự nhiên này nó lại bị ấy rồi không ạ, đâm ra là tôi giờ tôi lại phải ấy quay lại từ đầu. Khu này thì tôi mới chỉ lút được một ít thôi các bạn, chưa lút được nhiều lắm. Ở đây thì vẫn mình thấy còn khá nhiều đồ để tôi có thể lút được. Ô tay cầm level 3 luôn này, ngon này. Bộ phụ kiện level 2 rồi, bây giờ cần thêm ít đây, cái này toa tàu này. Cái này như kiểu là cái bến tàu bỏ hoang các bạn. Mình tặng đặt tên cho nó là có lẽ là bến tàu bỏ hoang thì có vẻ là cũng hợp lý. Đây bến tàu bỏ hoang đây các bạn, trông như kiểu là chuyến tàu Busan đấy, Train to Busan đấy, kiểu chuyến tàu toàn zombie đấy các bạn. Việt Nam thì cũng liệu chắc cũng chả bao giờ làm được những cái bộ phim zombie kinh điển được như vậy, kiểu nhìn trông nó không được ấy. Việt Nam mình thì kỹ kinh tế hạn hẹp với cả nó không đủ để làm. Đơn vị tổ chức ấy, không đơn vị tổ chức nào mẹ dám đứng ra để có thể làm được cái bộ phim như kiểu của bên đấy như thế, Train to Busan như thế. Cái này cái gì đây, cái này cái gì đây, đây là giáp hồi phục này, ở đây là có thêm một cái chảo này. Trời ơi, trận này chắc tôi lút nửa nửa bản đồ mẹ rồi. Có xe kìa, có xe, có xe, có xe nhá. Mày đâu rồi, mày đâu rồi, mày chạy đâu rồi? Có xe này, có xe này, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Định mệnh nó chạy mất rồi các ông ơi. Để tôi hít cái đó. Ồ, trên kia có người kìa. Trên này có người này. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Có người nhá, có người nhá, bên này nhá. Thằng này đang bắn này. Có một thằng trên đây đang bắn này. Từ đã, bây giờ tôi phải nghe xem nó ở đâu đã thì tôi mới ấy được. Tôi phải định hình xem nó đang đứng ở đâu. Tôi biết là nó ở khoảng khoảng trước mặt này, nhưng mà không dám chắc là nó đang ngồi chính xác ở đâu cả thôi. Bo thì đang dần thu lại rồi. Hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận với bọn này. Bom keo thì tôi còn có 4 quả thôi. Hay là nó hay đi cả mẹ nhà mày nữa, đã biết ngay mà lại bắn bố mày này, định mệnh nhà mày luôn. Bắn bố mày đi. Bắn bố mày nè, định mệnh nhà mày nữa. Láo nháo nó quen đi. Mình biết ngay là nó bắn mình ở bên đấy rồi. Nó bắn cũng hỏng giáp hỏng giết của tôi rồi này, khổ lắm cơ công ạ. Đéo nhặt mấy cái quả liệu này làm cái đéo gì mày, ngáo vừa đấy chứ, không biết phân biệt cái gì nên nhặt và cái gì không nên nhặt hả. Còn thằng nào bên này không nhỉ, mình chưa kịp để mình xem quanh đây, quanh đây nó có chỗ nào mua mua ít phụ kiện không. Tôi muốn vào tôi mua lấy mấy cái bộ sửa chữa và ít tôi muốn mua ít bộ sửa chữa và thêm một ít nữa là cái gì nhỉ, quên mất tên rồi. Bom keo với cả ấy, hết 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 bố bom keo ấy này. Mẹ, có 3 quả vẫn đấy ném bố rồi đâu. Thôi không kịp rút đầu nữa, tôi chạy tôi đi luôn mà. Mẹ nó hại quá, chạy luôn không ạ. Giật xếp. Đây là đây có cái hoa, có cái mẹ nấm này. Nấm suy dinh dưỡng này các bạn này. Ăn tạm lấy quả để cho nó. Đéo có gì nhỉ? Có tiếng đúng không? Sao mình nghe như kiểu có tiếng nhỉ? Ở chỗ kia có cái máy bán hàng kìa. Chạy ra mua. Để tôi chạy ra tôi mua lấy một ít đồ nữa. Tôi mua lấy full bom keo luôn các bạn này. Tôi còn nhiều mà, tôi còn 6 cái cơ mà. Tôi mua lấy mấy quả bom keo với ít bộ sửa chữa. Mua 6 quả là vừa rồi. Ở chỗ này còn đấm à, nhưng mà đấm mình full mất rồi. Lấm tôi full mất rồi nên chắc là không cần trận này, không không cần muốn đấm nữa. Bên kia có ấy kìa, ta biết có thằng nào không, cũng hãi không ạ.
AI mày tập mày chạy loanh quanh kiểu đéo thì cũng có những cái thằng nó rình đang rình bò ở đâu đấy, còn nó bắn bất ngờ lắm nha. Đây, mua được ít bom keo này, hết à, hết chỗ à, như là hết chỗ sao chứ, à không phải hết chỗ đâu mà hết ấy thôi. Hay là mua được 7 quả bom keo à, mua được có 7 quả bom keo và bản đồ. Bây giờ trên bản đồ bây giờ đang còn còn 9 thằng. Tôi lên đây tôi ngắm xem có thằng nào ở đây không. Không có thằng nào ở đây. Ô mình có 6 cái mà mua à, hình như mua 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 hình như là mất 3 cái ấy một cái mà tôi lại cứ tưởng mất 2 cái, thì tôi lại tính ra là tôi mua được mấy quả cơ. Không được rồi. Tình hình này là vẫn đang gọi là hơi nghèo một tí. Tổng cộng trên map bây giờ đang còn 9 thằng. Tôi vừa đi tôi vẫn phải soi xem có thằng nào không. Mẹ nó bắn. Mấy thằng lìn này nó cứ... Ồ, à đâu, tôi vẫn còn 3 bộ sửa chữa thôi. Sao còn nhiều nhỉ? Đéo biết nhặt ở đâu ra. Cái này có người mở rồi này. Cái hòm này có người mở rồi này các bạn này. Cẩn thận là xung quanh đây chắc chắn có người đấy. Mẹ bọn nó có thể nấp bất kỳ ở một cái mẹ mẹ bụi cây ngọn cỏ nào. Đấy, có người kìa. Thằng này có nên bắn không các bạn? Nhưng mà nếu mà giờ bắn thì lộ vị trí, mà bắn nó đéo chết thì cũng toang. Cho nên là mình cũng không đang phân vân là không biết có nên bắn không. Nếu mà tôi đi sau nó thì có thể tôi sẽ móc được nó đấy. Đây để tôi sẽ vào gần gần đây tôi móc nó phát cho nó. Hai bên này này có người này. Nó nấp sau cái máy bán hàng cái tổng ấy kìa. Bình tĩnh kiểu đéo gì, chắc nó chưa thấy tôi đâu. Nó chưa thấy tôi đâu không ạ. Ôi tập này nếu mà tránh được giao tranh thì càng tốt. Mình cũng không cần thiết phải giao tranh vô nghĩa làm gì, giết nó chả để làm gì. Giết nó thì cũng chẳng giải quyết. Ở kia có một cái bộ sửa chữa nâng cấp kìa. Cố gắng dơ dơ cái tao với tâm mình lên một tí. Sao lại có bom keo ở đây ta. Sao nó lại đứng như thế nhỉ? Tôi chưa hiểu lắm. Ôi kệ bố nhà nó nữa. Nó đang bắn thằng nào bên kia kìa. Nó đang bắn thằng nào bên kia. Tôi cứ phải nâng cấp bộ kiện phụ kiện của giáp đã. Vậy tôi nâng cấp được cái gì? Ui nâng lại nâng cấp giáp tiếp à? Trời ơi, sao nâng cấp lắm vậy? Nâng cấp mẹ mày phun giáp lên cấp 3 luôn hả? Hình như vừa nãy nó bắn thằng nào ở dưới đây thì chắc chắn là quanh đây cũng phải có một thằng nào đó. Ơi là ngũ cấp 4 đây rồi. Phụ kiện giáp toàn thân này. Đổi luôn cái phụ kiện này vào đây. À, không lắp được vào đây à, chỉ lắp được vào đây thôi các bạn ơi. Giáp đầu thì tôi cũng chưa có này. Có người kìa, có người kìa anh em ơi. Tôi vừa thấy ở đây xong. Thoái bị đơ các bạn. Tôi đéo biết nó có phải là bị đơ hay không nữa thì tôi không rõ. Thôi chạy 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 hết máu hết. Ui 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 ui. Ui 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 ui. Có người có người có người bên này này. Tôi nhớ bên này vừa có một thằng nó đứng ở đây xong. Ôi nó ở đây đúng không, tao biết có phải nó ở đây không các bạn, nhưng vừa nãy có vẻ là nó thấy tôi ở đây xong. Nổ kìa anh em ơi, nổ kìa, nó thấy tôi rồi, chứng tỏ là vừa nãy nó thấy, nó có thấy tôi rồi nhá. Ném bố mày đi, hộ bố mày cái. Này thì bắn bố mày này. Bắn bố mày này.
còn đâu một thằng nữa thôi. Sửa giáp đó các bạn này. Ô tôi còn đéo mất tí giáp nào luôn này. Còn ba thằng đéo biết ở đâu. Trước mắt là tôi cứ phải vào tâm bo vậy đã. Cẩn thận bên kia bên này. Ê, ngư ông đắc lợi rồi, tôi cứ ở đây thôi. Kiểu gì bọn này đang phải vào bo trước tôi, sau tôi một tí. Đây hai thằng này đang bắn nhau à? Định mệnh chúng mày làm gì ở đây vậy? Chúng mày chim chuột cái gì ở nhau ở đây vậy? Tao vẫn chưa biết đâu. Nó vẫn chưa biết đâu, kiểu gì nó cũng phải vào đây mà anh em. Nó còn đang bơm máu, nó còn đang bơm máu với đang ấy đấy. Kệ nó. Tầm này ra đây tôi xử được. Cố gắng tôi đạt cái top 1 thôi các bạn này. Nó đâu vậy nhỉ? Nó vẫn đang chưa biết đâu nhưng mà bo sắp thu vào rồi. Và nó bắt buộc nó sẽ phải chạy vào đây chỗ tôi này. Rồi tôi thì hết đồ rồi, chẳng còn cái gì nữa. Nó đâu ấy nhỉ? Rồi xong luôn các bạn này. Ok. Vậy là top 1 chứ còn gì nữa. Nhưng mà sao nó đéo ném mông keo nhỉ? Ok, top 1. Cảm ơn tất cả anh em xem video rất là nhiều.